Tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả trên kênh YouTube của anh Tình Vlog. Thì sáng hôm nay Tình có mặt tại trạm thú y của bác sĩ Bảo thưa quý vị. Bé dâu đã chúc cái hơi thở cuối cùng. Thật sự rất là buồn, từ ngày cứu bé dâu phải bỏ ra rất là nhiều công sức, rất là nhiều tình cảm, không chỉ riêng Tình mà có rất là nhiều quý vị khán giả dành tình cảm cho bé dâu rất là nhiều, rất là nhiều cái tâm huyết dành cho bé dâu. Thực sự bé dâu là một bé chó có nghị lực sống rất là phi thường. Bé đã dành thời gian chống chọi lại với cái căn bệnh gần một tháng lưu chuồng trên trạm thú y, nhưng mà cuối cùng bé đã không có vượt qua được. Một thời gian bé sống bị chủ bỏ ở ngoài đường, bé ăn rác, ăn tất cả mọi thứ. Trong người bé rất là nhiều bệnh, ngoài ký sinh trùng máu, gan, phổi, bị rất là nhiều bệnh. Cuối cùng thì ngày hôm nay bé đã không có còn sức lực để chống chọi được nữa. Thật sự Tình rất là buồn thưa quý vị. Mỗi lần mà cứu một bé dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều tình cảm. Mình muốn bé là có một cái cuộc sống tốt hơn, hơn những người chủ của nó đã từng bỏ đi. Tình cảm mình dành cho những bé mà mình cứu được, mình dành cho nó nhiều lắm quý vị. Nhưng mà đôi khi nó ngược lại cảm xúc với bản thân. Mỗi lần mà bé nào mà mất đi rất là buồn thôi quý vị, buồn lắm. Tại vì ngoài việc mà tốn công tốn sức, tốn thời gian, tốn kinh phí, mình dành hết những gì mình có được, mình dành cho mấy em đó, cũng như quý vị khán giả dành cho mấy em đó rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng em nó cũng ra đi. Mong rằng con ra đi thanh thản. Sau nếu con làm người thì con sẽ là một người tốt, sống có ích cho xã hội. Kiếp này con làm chó mà sống trong một gia đình không tốt, thì mong rằng kiếp sau con sẽ là một người, một người mà con sẽ phải tốt hơn những người chủ của con. Thì bây giờ con ra đi thanh thản. Bây giờ Tình sẽ đem thiêu nó thưa quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong